Bộ kinh này đại chúng nhớ là ta đang nghiên cứu về cái Như Lai viên giác diệu tâm của chính mình, và nghiên cứu về cái Như Lai viên giác diệu tánh của dạng pháp. Để ý là cái món đó, dạng pháp thì là nó có cái tánh, có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, mà ở đây gọi là cái tánh giác ngộ viên mãn tròn đầy sáng suốt và màu nhiệm. Cái tánh đó tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên của dạng pháp. Nói một cách khác là dạng pháp sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Mà cái tánh của dạng pháp không hề có sự nhiễm ô nào, vì vậy mà gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Đó là về mặt hiện tượng dạng pháp. Còn về mặt con người thì theo đạo Phật dạy rằng con người có cái Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm tánh màu nhiệm nó thanh tịnh bản nhiên, tròn đầy sáng suốt, tự tánh của nó giác ngộ, không có phiền não, không có nhiễm ô. Dầu nó tùy duyên, có lúc cái tâm thanh tịnh nhiễm màu duyên, duyên mãn giác ngộ đó nó tác hợp vào nơi cái chúng sinh, vào trong phàm phu, trong mọi người. Nhưng mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, cái tánh giác ngộ tròn đầy sáng suốt viên mãn đó, là lúc đó chẳng qua là nó tùy duyên thôi, chứ còn cái chất bất biến của nó là trong sáng, là màu nhiệm, là sáng suốt tròn đầy, như là cái tánh, như là cái tâm thanh tịnh của mười phương chư Phật đã có. Vì vậy cho nên Như Lai viên giác diệu tâm cũng có thể nói là cái tâm thật của mình, cái tánh thật của mình, vô thủy vô chung lúc nào cũng vẫn có. Để hai cái đó, Như Lai viên giác diệu tánh, Như Lai viên giác diệu tâm. Thành ra là mình tu á, mà tu có nghĩa là mình trao dồi, mình gột rửa những cái phiền não vô minh mà nó bám vào cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Chừng nào mình gột rửa, mình phủi sạch những cái vô minh phiền não mà nó bám đầy cái Như Lai viên giác diệu tâm đó, thì lúc bây giờ cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình nó hiển bày trọn vẹn ra, tức là mình thành Phật. Mà nói thành Phật chứ kỳ thật không có thành, làm nghĩa là mình trở về với cái tâm màu nhiệm thanh tịnh sẵn có của mình. Để ý cái chỗ đó thì mới học cái kinh này mới được. Bây giờ nói tới trong kinh này là có dạy cho những cái pháp mà chúng ta cần phải hết sức là thận trọng nha. Trong kinh này á, rồi đây chúng ta sẽ học về cái pháp môn chỉ quán và thiền na, mà trước đây tôi đã từng nói. Bởi vì nếu mà cái kiểu của tôi mà tôi giảng kinh cho Phật tử, cũng như là cái cách mà giảng kinh cho học trò học, thường thường là trước khi tôi muốn giảng cho bộ kinh đó, hiện giờ đang học bộ kinh này, mà nếu tôi muốn giảng bộ kinh sắp tới, bộ kinh gì đó, thì trong cái lúc mà đang học bộ kinh này thì tôi đã cho biết, cũng như là tôi giới thiệu từ 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 cho nó quen những cái thành ngữ mà mình sắp học. Vì vậy cho nên bây giờ là có vị nghe giống như là tôi nói lại, nhưng mà thì thật là bộ kinh mới đó. Bởi vì trước kia là tôi nói đại cương, nói về tổng quát để tôi giới thiệu, để cho các vị quen những cái từ đó đi. Thì khi mà học tới chấm dứt của cái bộ kinh đó, cái bộ luận đó,
các vị nắm một cách dễ dàng mà coi như các vị đã từng học rồi vậy. Vì vậy mà mấy cái cước này là chưa học cái Samatha, Tamma, Bát Đề và Thiền Na này là chưa học chính thức không, mà coi như là tuyệt đại đa số đây đều là biết cái từ đó hết. Mà cái từ đó là thật sự là của kinh này mới là triển khai chính tông, nghĩa là cực cực nhiên mà học cái phương pháp chỉ quán và Thiền Na ở bộ kinh này, chứ không phải là ở các bộ kinh khác. Nhưng mà từ trước đến nay các vị chưa học kinh này mà các vị vẫn biết qua, đó là cái cách mà làm cho cái người nghe nó quen dần để cho nó tên nhiễm, cho nên khi nghe nó dễ. Bây giờ nói tới chỉ quán về Thiền Na đây nè, trong này nó có hai cái chương đặc biệt về chỉ quán về Thiền Na, mà chỉ tức là Samatha, mà các vị nhớ rồi, nói tới Samatha là các vị nhớ rồi. Ai làm cái gì cho mình bực bội không? Là nó sắp có khổ đau không? Sắp có phiền toái không? Thì các vị nhớ tới ở Samatha. Đấy, chỉ Samatha nó phát xuất từ kinh này, chính là ở bộ kinh này. Samatha, Samma Bát Đề và Thiền Na là chính thức ta phải học trong bộ kinh này mới là chính. Thế thì Samatha dịch là chỉ, Samma Bát Đề Trung Hoa dịch là quán, còn Thiền Na đó tức là tánh luận, dịch là tánh luận. Dịch đây á, nói tới dịch là đại chúng nhớ rằng tại sao tôi nói dịch là tại vì là phản âm là Samatha, tức là tiếng Hàn, dịch của tiếng Hàn, âm của tiếng Hàn là Samatha. Rồi Trung Hoa đây dịch là chỉ, cho nên có cái từ dịch là cái nghĩa vậy. Còn Samma Bát Đề á, tiếng Hàn là Samma Bát Đề, Trung Hoa dịch là quán. Còn Thiền Na đó, nói cho ghép lại với tiếng Trung Hoa là gọi là thiền định. Thường thường mà ta học thiền định đó, chúng tiếng Phạm gọi là Thiền Na, Trung Hoa dịch là tư duy tu hay là tánh luận. Thế thì tu thiền có nghĩa là mình tu tư duy đấy. Cho nên bắt đầu là kinh này ta mới học cái vấn đề này nhiều kỹ. Khi học kinh này ta học pháp chỉ, quét và Thiền Na là ba pháp hành căn bản trong nền giáo lý Phật. Đây, đại chúng nhớ đó. Cho nên tôi nghe mà tôi có thể nói rằng tôi hết sức là xót xa. Trong khi các vị Phật tử hay là tăng ni đang học trong cái lớp kinh điển như vậy nè, mà nay chạy đi đầu này kiếm thiền của ông thầy này, mai chạy về hướng đông kiếm thiền của ông vị sư kia, bữa nọ chạy về hướng bắc kiếm thiền của ông sư nọ, tội nghiệp lắm. Nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mình đứng trên núi mà mình không biết mình đứng trên núi thì là chỉ có cái cách là cái tâm trạng của con người, mình đứng núi này trong núi nọ là không bao giờ mình biết được núi đâu. Mình học kinh là không có kinh nào mà không có học thiền, mà tại vì mình không biết thiền mình nên là mình không thấy thiền. Cũng như những con sâu, những con bọ mà nó ở bồ một bên cái bông mà nó, cái bông mà có mật ngọt mà nó không phải là cái loại mà thưởng thức về cái chất ngọt của mật, thành ra nó nằm ở trong cái lòng của cái bông mật không, mà bao nhiêu qua bao nhiêu con ong cấp cả hàng trăm cây số, hàng hai ba chục cây số mà nó tìm được loại mật để nó hút mật. Trong khi những con sâu mà không phải là cái loại ăn mật thì nằm bên cái giọt mật của hoa mà không hề biết mật, thì cái tâm trạng mà chạy đầu này kiếm đầu kia nó cũng như vậy đó. Thân tại hải trung hưu mít thủy, mình ở nước mà tại mình không biết há miệng là uống nước, cho nên mình bị khát nước, vẫn bị khát nước như thường. Nếu mình ở dưới nước mà mình không biết há miệng là uống, vẫn không hề biết núi đẹp như thường. Nếu mình không biết là mình đang đứng trên núi, vẫn học Phật, ngày nào cũng âm kinh âm sách ra học ngồi, mà nghe thiền ở đâu là chạy đi kiếm đó, rồi nghe tịnh độ ở đâu đi kiếm đó, rồi nghe tu chỉ quán gì gì đó, nghe đâu chạy đó. Là cái điều đó tôi xin nhắc cho đại chúng là đừng có chạy như vậy. Tất cả kinh điển chúng ta học kinh nào cũng có Samatha, cũng có Samma Bát Đề, cũng có Thiền Na hết. Mà ba pháp môn này là căn bản của toàn bộ giáo lý Phật, đừng có chạy kiếm gì nữa hết. Chỉ tức là Samatha các vị đã biết rồi,
những cái gì mà ta làm cho các vị có thể khởi niệm tham sân si mạng phẫn hận phiền não Phật sang làm cho đau khổ ha, hoặc là nó làm mà nó xúi dục các vị là hỷ nộ ai cụ ái ố dục ha, xúi các vị là tạo điều kiện cho các vị là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, các vị biết rằng cái điều đó là cái điều không nên làm, điều đó mà chạy theo nó là như là khác mà uống nước mặn, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Các vị dừng lại, đó là các vị tu sĩ rồi đó, tu samatha rồi đó, mà nó tức là một hình thức của thiền đó, đó là giai đoạn đầu của thiền đó, chỉ là giai đoạn đầu của thiền, quán là giai đoạn thứ hai của thiền. Nên chỉ là quán và thiền là ba pháp thực hành căn bản trong ngành giáo lý Phật. Còn thiền na là tư duy tu mà, chứ đâu phải là cái gì lạ lùng lắm đâu. Ví dụ như bây giờ tôi nói với các vị là kinh Phật dạy rằng, về giáo lý Đại Thừa dạy rằng là tất cả mọi người có cái Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm đó nó màu nhiệm, nó thanh tịnh, nó tròn đầy viên mãn giác ngộ từ hồi nào tới bây giờ. Các vị thiền đi, lấy đầu đề đó mà thiền, thiền coi có cái nói như vậy mà có thật sự vậy không, tâm mình có thật là tự nó tròn đầy sáng suốt giác ngộ thanh tịnh không? Nếu như nó thật sự nó là tròn đầy thanh tịnh giác ngộ sáng suốt bản nhiên, tại sao bây giờ chúng ta bị phiền não vô minh? Các vị tự thiền, các vị tự đặt câu hỏi, ta hàng ngày ta bị mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, ta bị tham sân si mạng nghi nhảy đầy, thế là tại sao Đức Phật nói là con người của chúng ta là có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ viên mãn thanh tịnh sáng suốt từ xưa tới nay, thế vậy nghĩa là thế nào? Thì các vị thiền cứ kỹ rồi các vị thấy, à thế thì là cái tham sân si mãn nghi này, cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này mà nó xâm nhập đến ta đây là trong cái giai đoạn hiện tượng tùy duyên. Tùy duyên là vì chúng ta còn chấp ngã và chấp ngã sở hữu, cho nên người ta mới động viên ta, rủ rê ta làm những cái chuyện mà có thể trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, mà có những lúc ta muốn chạy theo những cái danh vọng, cái sự nghiệp đó mà trái với lương tâm. Vậy là lúc này là lúc cái tâm của ta bị tùy duyên, mà cái duyên đây là cái duyên xấu ác đó. À, thế thì là đó là nghĩa của Như Lai rồi. Còn cái Như Lai, cái Như thì sao? Chỉ như nghĩa là khi mà ta tư duy, ta thấy rằng những cái điều mà người ta rủ rê làm ăn cái kiểu này là trái với luật pháp nè, trái với lương tâm nè, trái đạo đức nè, cứ theo luật nhân quả luân hồi thì cái quả báo hiện đời cũng như quả báo tương lai nặng nề lắm, cho nên ta samatha, ta không làm việc đó. Mà không làm việc đó thì bây giờ tâm ta có trở lại cái thanh tịnh bản nhiên của ta không? Có. Thế thì rõ ràng là cái tâm của chúng ta, tự cái bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên, nó là viên giác, nó là giác ngộ, là tròn đầy, là nhiệm màu, là sáng suốt đó. Cho nên dầu là cái tâm phàm phu chúng sanh vậy, đó là tự nhiên đấy, nhưng mà nó vẫn còn có cái chất bất biến là cái tâm chân như thanh tịnh viên mãn. Vì vậy mà Kinh Lăng Nghiêm gọi những cái phiền não của mình là ví như loại khách, ví như cái loại bụi. Khách đối với chủ, bụi đối với hư không. Chủ ở muôn đài, hư không thì vô cùng vô tận. Còn khách và bụi thì có lúc đến, lúc đi, lúc lăn, lúc bốc lên. Do đó mà các vị thiền và các vị thấy rằng là con người của chúng ta có cái Như Lai viên giác diệu tâm rõ ràng như vậy. Và những thứ phiền não mà làm cho ta vui mừng buồn giận thứ nhất, thương ghét, rõ ràng là những thứ ví như khách, ví như tầm rõ ràng. Thế thì là các vị thiền nó ra cái chân lý đó chứ gì nữa. Thiền là ra rõ ràng, là xác định nó rõ ràng như thế. Đó gọi là tu thiền đó. Gọi là thiền định đó là vậy đó. Là tư duy tu là vậy đó. Rồi nói cái dễ hơn, chẳng hạn dạng pháp đây là Đức Phật nói rằng là dạng pháp này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Các vị vận dụng samatha, chẳng đứng hết cái vọng tâm đi. Rồi vận dụng cái thứ hai là tamma bát đề, tức là vận dụng cái quán. Rồi vận dụng cái thiền na, tức là tư duy tu. Nhiều quán chiếu về tư duy tu, coi có sự vận này có thật là vô thường không. Đất đai, nhà cửa, lầu các, cung điện, mọi sự vật bên ngoài có vô thường, có biến chuyển, có sanh diệt, có tan hoại không? Khi mà các vị thiền rồi, các vị thấy rõ ràng từ quả địa cầu hiện giờ là Philippines, là núi lửa đang phun dữ lắm đó nè. Bao nhiêu nghĩa là
bao nhiêu chục ngàn người phải di tản rất là xa đây, núi lửa phun mới là một tuần phun 2-3 lần á, rồi có chỗ nó sụp nó sủng nó chùi đất á, thành hồ thành biển đó. Đó là nói về quả đất đó, về địa cầu đó. Còn dòm lại con người của mình coi có vô thường không? Hồi 17-18 tuổi mặt mày mình ra sao? 40-50 tuổi mặt mày mình ra sao? Răng cỏ mình ra sao? Rồi bây giờ đây là 65-67 giờ 70-80 thì mặt mày đầu tóc răng cỏ ra sao? À thế thì thấy là bây giờ là răng tên là răng giả không? Nếu mà có ráng làm thì răng giả không nha, được thì khô thì cõi rồi. Còn con mắt thì mang kiếm cho quay chứ không có thấy. Cho nên cỡ như tôi về là mang cho quay chứ đâu có thấy rõ đâu. Muốn thấy rõ là phải xài thêm cái này nè. Thế thì cái này là gì? Là vô thường của bản thân mình rồi đó. Đúng quá rồi chứ gì đó. Thế thì là vô thường. Rồi khổ có khổ không? Thôi thì nói khổ thì tại mình không biết thôi. Chứ còn nếu mà tư duy lại thì thấy một cuộc đời tức là tân răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Bao nhiêu cuộc thành bại hầu cần mái tóc mà kiếp cùng thông như lúc buồn gian. Khổ không ai không khổ hết rồi. Thế là khổ có không? Có. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là có chủ tể trên quả đời này hết. Không có cái gì là nó tự tại, nó tự chủ chính nó. Mà nó luôn luôn là nó bị tương quan tương duyên ở trong cái luật vô thường sanh diệt diệt sanh này, là vì vậy mà không có một loài nào, một con người nào mà tự tại tự chủ. Tức là vô ngã rồi, làm vua đi nữa cũng vậy thôi. Làm vua là khổ hơn dân nữa, nó bị chằng chịt, bị như là những cái áp lực của chính trị chằng qua gịch lại, đưa lên kẻ đưa lên người thiệt hạ, khổ còn hơn là người thường. Thế thì là vô ngã cái gì nữa? Vô thường khổ vô ngã rồi cái gì nữa? Rồi một cuộc đời mà hoàn toàn là nhìn cái kỹ là thật sự ra cái tốt là không có bao nhiêu. Trừ ra cái nhìn bằng con mắt của Bồ Tát của Phật, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng giải pháp giải không. Đừng tương quan, đừng chấp mắt một sự vật hiện tượng nào thì mới thấy được Bồ Đề Nước Bàn ở trên cõi đất này. Còn Nước Bàn chưa đạt tới đó hả? Là nhìn đâu là hoàn toàn là bất tịnh cả thôi. Đều là tham nhũng, đều là thê đáng, đều là mất ngoặt, đều là triệt hạ, đều là khuynh loát, đều là mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giàu sinh nghèo, nghèo thì chống cự âm mưu tiêu diệt nhà giàu, ví dụ vậy. Tức là cái xã hội luôn luôn là nó mâu thuẫn, nó đối đầu nhau á. Mà ở trong một cuộc sống mà luôn luôn là mâu thuẫn đối đầu như vậy thì cuộc sống đó có phải là bất tịnh không? Bất tịnh nghĩa là không an làm gì được hết, không có đẹp đẽ gì hết, đầy nhảy những sự bất tích, bực bội, ê chề, chán nản, khổ đau. Chẳng qua là ráng mà sống như vậy thôi. Thế thì là tư duy bằng cái dùng vận dụng cái chỉ để nhân vọng tâm, rồi vận dụng cái quán, vận dụng cái thiền na tư duy tu, ta quán coi cho vô thường, khổ vô ngã bất tịnh có đúng không? Nếu ta thấy bằng cái trí tuệ của ta xác định được đúng như vậy, đó là ta thành công của thiền rồi đó. Không cần chạy đi đâu nữa. Ta học kinh dày là thiền, samatha, samabhadra, thiền na trong này có hết. Kể cả tịnh độ trong này nữa. Đang học dày chứ mà tịnh độ trong này. Chứ định nghe nói ông thầy kia ông lập cái pháp môn cái đạo tràng tịnh độ, cái được sách cơm đai cơm bộ đất đi chạy ra tịnh độ, chạy đi kiếm cả đời cũng có tịnh độ nữa. Như nãy tôi nói, con sâu nó nằm bên cái lòng qua mật không, mà nó không biết mật thì nó không bao giờ tìm đâu ra mật nữa. Ở trên núi mà không biết mình đến trên núi là không tìm đâu cái đẹp của núi được. Tính đó là gì? Thế thì học kinh này á, như kinh Di Ba Cật chẳng hạn, mình mới vừa học rồi mà muốn có tịnh độ phải không? Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Người nào cái tâm của mình thanh tịnh trong sạch thì người đó mới thấy được, mới có được cõi thật thanh tịnh. Vì vậy cho nên là muốn có được cõi thật thanh tịnh, trước hết là mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh cái đã. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì đừng có hòng kiếm cái pháp môn tịnh độ ở đâu, đừng hòng kiếm cái thiền của pháp môn thiền ở chỗ nào. Đấy, cho nên là chúng học mà học kinh mà nắm vững rồi là các vị tu ở đâu cũng được.
và đủ sức tu. Thậm chí một bộ kinh cũng đủ sức tu nữa. Tuy nhiên có cái điều là nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó, là các vị nắm một pháp môn nào đó các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các tà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị lối đầu để mà đà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó, thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi. Mình lung lay đi, mình có thể bị phát triển đi. Vì vậy mà cho nên phải học, học nữa và học mãi. Học cho tới khi nào mà trí huệ điện tài thành tựu được vô ngại rồi, là các vị nghe ngoại đạo tà giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bụng của họ là cái gì tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa. Nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bụng của họ là cái gì tổng rồi. Muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy. Học, học nữa là học mãi. Giả lại nữa là ta gọi là văn thì ôn, mà võ thì luyện. Người học võ là muốn cho thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài. Các vị phải nghe hoài. Còn như tôi vậy là tôi cũng vẫn phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mà đụng tới những cái môi trường ở bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay, mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị vẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng, không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, thiểu dục tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà thiểu dục tri túc là không tốt. Nó có cái khác đấy. Vật chất phù hoa, thiểu dục tri túc thì rất là hợp đạo. Nhưng mà trên con đường mà tu học mà thiểu dục tri túc về cái học, học một bộ kinh nào đó nó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được cái pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa là tôi niệm Phật thôi à. Vậy không được đó nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu chơi thôi là mình thua đó. Đấy là cái chuyện xưa người ta có ghi kinh điển thật rồi đó. Có một vị đó rất là hâm mộ pháp môn niệm Phật. Nghe nói là mẹ là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà khi lâm chung mà không được là Phật và Thánh chúng hiện tiền mà rước về cảnh giới cực lạc thì ta không ở ngôi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe cái này về cái lời nói đó, cái phát cái lòng tin. Tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ biết cái ý của cái bà này rồi ha. Bà đó tên là bà Tư Đức ha. Người nọ đi nghe đó, bà Đức, bà làm gì mà làm cái miệng bà hoài, bà Đức nói chữ ngang tàng vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền. Cha mày, mày là con nhà ai? Mày là thằng con nít mà tại sao tao cỡ vậy mà mày kêu tao bà Đức? Còn tao niệm Phật mất mới ông, mất mới cha gì mày mà mày nói tao chứ? À, mày kêu tao bà Đức này, bà Đức nọ. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu. Tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, còn bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ổng giận bà biết cỡ nào mà kể. Bà nghĩ với tôi mới kêu bà Đức có vài câu à, mà bà giận tôi, bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy đó. Con nhà ai không biết dạy này kia ha, còn bà kêu tên Phật Di Đà, cứ Nam Mô Di Đà Phật, còn bà kêu ngày này qua ngày kia ông chịu sao cho nổi chứ. Bà không có để tới giờ nào ông ngủ nghe gì trọi cơm. Thế thì bà giận bà lắm đó nha. Về suy nghĩ, cái thằng nhỏ này nói đúng, vậy là không được, vậy là không được niệm nữa. Nó kêu mình tên mình mới có vài lần mà mình còn giận huống chi mình kêu Phật Di Đà, kiểu này thì đâu ổng chịu đâu có nổi. Rồi dẹp, thấy không? Đấy là tại vì là mình học chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nghe được cái câu niệm Phật là được Phật độ giảng sanh thôi. Người ta đưa ra một cái trò đùa nhẹ nhẹ vậy là mình đã phối chuyển rồi đó. Vì vậy cho nên là cái học sâu là học rộng là nó vậy. Chủ quán và thiền na là ba pháp hành căn bản trong nền giáo lý Phật. Nó được ứng dụng
xuyên suốt không gian và thời gian đối với người đệ tử Phật phát chí tu hành, và cũng từ căn bản đó vận dụng triển khai thành vô lượng pháp môn tu. Đại chúng nhớ nha, ta học nhiều vậy đó, pháp môn tu là gọi là vô lượng pháp môn tu, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu nha. Nhưng mà nếu mà các vị mà rời chỉ quán được thiền na ra thì các vị không có cái cấp hành nào để mà đạt đến cái mục đích cái bằng vô biên thiền não đoạn hết á. Mà phiền não vô biên mà muốn đoạn được là các vị á phải vận dụng chỉ quán và thiền na thôi. Mặc dù gọi là vô lượng pháp môn tu, nhưng mà vô lượng pháp môn tu đó không rời chỉ quán và thiền na mà các vị thành tựu được cái gì hết. Bởi vì sao? Vô lượng pháp môn tu, vô biên thiền não đoạn. Tôi nói ví dụ như bây giờ vô biên thiền não đoạn mà các vị đang đau khổ đầy nhảy, đang ngập tấm lòng uất ức bực bội khổ đau, mà bây giờ các vị mà không có vận dụng pháp chỉ, không vận dụng samatha, các vị có bứt bỏ được cái phiền não khổ đau không? Này, nếu không vận dụng pháp samatha, không chặn đứng cái dòng tư tưởng đang phiền não sụp sôi trong lòng đó, là các vị không có cách nào mà cái tâm các vị yên lại được hết. Vì vậy mà cái pháp môn chỉ, pháp môn samatha nó vô cùng cần thiết. Thậm chí những cơn bực bội nóng giận sân si phiền não đầy nhảy mà các vị vô cùng đau khổ không, mà tôi có lần tôi nói nửa đùa mà nửa thật này, tôi nói thí dụ như vận dụng một câu niệm Phật là mui đọt nó mui đọt nó mui đọt vật nó mui đọt Phật, niệm trong một cách bực bội đau khổ như vậy để mà thế cho cái thay mà mình chửi kích liệt đó, chửi nghĩa là thật to thật lớn thật mạnh thật đau đớn ai kề. Bây giờ niệm nam mô gì là Phật, 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 nó quá rồi. Thế thì là dùng một câu niệm Phật để mà làm cái đối tượng để chỉ đó, làm cái đối tượng là tập trung vô trong câu niệm Phật này để chịu đựng đó. Thế thì câu niệm Phật nó biến thành cái pháp tu chỉ. Dù là dùng câu niệm Phật để trấn áp cái uất ức, cái phẫn nộ kia, thì nó lại biến thành cái chỉ rồi. Từ cái chỉ đó thì các vị vận dụng quán trí thôi, tất cả danh ngôn đều là hư viễn ha. À, Phật đã từng nói rằng là người ta cho mình một cái món quà thật ngon, thật quý gì đó mà mình không lấy thì cái món quà đó của người ta. Nhà Nho cũng dạy rằng là người nào ngậm máu của người khác thì chính cái miệng của cái người ngậm máu ra trước. À, đó là giai đoạn thứ hai, là các vị do cái câu niệm Phật hồi nãy đó chặn đứng lại, bây giờ các vị mới nhớ tới cái điểm. Thế thì là nó từ cái chỉ mà nó ra cái pháp quán, quán về chân lý, chân lý ngậm máu phun người trước nhờ miệng mình. Thế thì là các vị an tâm như những cái lời mà chửi bới hung bạo thô bỉ của người kia. Thế thì trong đó là chỉ là quán rồi đó. Rồi đó là trong cái khi mà trong một giọng yên tĩnh nào đó, các vị thấy là cái quả đài này là tam giới vô an duy nhiên qua tập, dù mình ở hiện lành tốt đi nữa cũng có người phi quấy phá gầy là mình. Do đó là các vị nó thành tựu là một cái thứ thiền na. Do đó cho nên là từ đây về sau kiên tâm lập chí rằng là ta không đấu tranh, ta không chửi lộn nữa, không đấu tranh nữa, không là cùng với những người thô bạo mà để đấu khẩu nữa. Thế thì là các vị là coi như là từ cái suy tư đó, cái tư duy tu đó, các vị bỏ được những cái tâm nóng nảy, cái tâm đấu tranh, cái tâm là thô bạo độc ác. Thế thì là trong đó có samatha, có tâm ma bát đề, có thiền na, có chỉ, có quán và có thiền đấy. Do đó cho nên cái công dụng của chỉ quán và thiền nó lớn lắm, vô biên thiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu mà không ngoài chỉ quán và thiền na. Nó cũng ví như là muốn xây nhà này mà phải có xi măng, phải có cát, có sắt, có nước, nước để mà trộn xi măng cát sắt lại để mà đúc ra cái nhà này vậy. Cái nhà đúc chắc như thế này nó là 10 tầng, 100 tầng đi nữa
thì cũng phải là bằng xi măng, cát, sắt, nước để trộn nó. Công vô lượng pháp môn tu Samatha Tâm Ma Bát Đề và Thiền Na là chất liệu căn bản đó. Mà học cái bộ kinh này thì nói về chỉ quán và Thiền Na rất là rõ. Ở những chương sau các vị sẽ hoặc là các vị đã đọc ha, sau này tôi triển khai các vị sẽ thấy công dụng của nó. Khi mà áp dụng Samatha Tâm Ma Bát Đề Thiền Na rồi, các vị còn phải học cái đây rồi. Sự chấp mắc sai lầm chân lý đối với đường tu nó trở thành cái vật cản chặn đứng sự tiến lên đỉnh cao của bồ đề nước bàn Phật. À, thế thì học pháp tu chỉ quá như thế nào, nhưng mà còn phải coi chừng, phải hóa giải những sự chấp mắc nữa. Mà cái bộ kinh này là nói cái này là rất là rõ. Chấp mắc cái gì? Chứng nè, chấp mắc mình tu mình có chứng. Đại chúng để ý, cho nên các vị tu hành bất cứ bằng pháp môn gì, các vị nhớ rằng là các vị đừng bao giờ mong mỏi cái chứng, đừng mong mỏi cái chứng. Các vị mà tự cho rằng mình có chứng, bất cứ là chứng cái gì, là các vị đã rơi vào nghĩa là cái tư tưởng của ngoại đạo rồi. Bởi vì ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là của cái người tu cái đạo cầu bên ngoài. Nếu các vị tu mà các vị mong chứng, hoặc là các vị cho rằng mình được chứng, là các vị rơi vào cái học thuyết của ngoại đạo rồi, của cái người mà tu theo cái đạo cầu bên ngoài. Bởi vì sao? Vì sao mà không được cầu? Không được cầu bên ngoài là bởi vì chính mình là ai cũng có cái Như Lai Vi Giác Diệu Tâm. Nói một cách khác là ai cũng là Phật rồi cả. Tâm Phật Như Lai, tâm viên giác tròn đầy sáng suốt rồi. Các vị là Phật đó mà. Các vị là Phật đã thành, cái Bất Qua đã từng nói vậy lắm đó. Thế thì là bây giờ mà nếu mà các vị mà diệt trừ phiền não vô minh hết, thì là các vị trở về cái mà Như Lai viên giác nhiệm màu tròn đầy sáng suốt của các vị, chứ các vị chính đắc cái gì nữa ở bên ngoài đâu. Cũng như là lao gương mà, cái gương của các vị tự là gương rồi. Thế vì nó không chiếu sáng được là tại vì cái gương này bỏ bụi bặm nó bám, thậm chí là để treo nó bên cái dàn bếp nấu khói nóng lâu quá đi, nó làm cho màu sắc không còn. Thế thì là bây giờ người ta lao cái bụi, ta lao cái khói, cái bụi ống đó mà, thì cái gương nó tự hiện cái thể sáng của nó trước kia, chứ không phải là bên ngoài. Đây, cho nên là chứng. Mà nếu người đệ tử Phật nào mà chấp mắt thì nó lệch đi, nó thành là mình là cái người học ngoại đạo rồi, chứ không còn là đạo Phật nữa đó. Bởi vì trên Pháp Hoa nói các vị là người đã thành Phật, vì cái tri kiến Phật của các vị sẵn có rồi. Trên Đô Lăng Nghiêm nói các vị có cái chân tâm thường trú, có thể tánh tịnh minh. Các vị mà có dịch từ phiền não khách tình đi nữa là trở về với cái chân tâm thường trú, có thể tánh tịnh minh của chính mình mà thôi. Kinh Đại Niết Bàn nói rằng là chúng ta dịch từ phiền não hết rồi, chúng ta trở về với cái Phật tánh sẵn có của chính ta. Còn kinh này thì nói là dịch từ đoạn từ phiền não vô minh rồi, thì trở về với cái tâm gọi là Như Lai viên giác màu nhiệm sáng suốt tròn đầy giác ngộ viên mãn của mình. Vì vậy cho nên đừng bao giờ tu mà cho rằng mình có chứng. Nếu nói rằng là mình cầu chứng hoặc là cho rằng mình có chứng là lạc mục tiêu, là lạc về ngoại đạo, không bao giờ thành tựu vô thượng bồ đề được. Bởi vì bồ đề không tìm bên ngoài mà được. Quả vô thượng bồ đề cũng như lai chính đắc không thật mà cũng không hư. Không thật là vì cái vô thượng bồ đề cũng như lai đó không phải là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Không thật là gì quả của vô thượng bồ đề của Như Lai không phải là dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, lớn nhỏ, nặng nhẹ, cao thấp. Cho nên gọi là Như Lai chứng đắc quả vô thượng bồ đề là nói vậy thôi, chứ thật kỳ thật Như Lai không có chứng đắc gì. Tại vì Như Lai không còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, cho nên gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Còn chúng sanh thì còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, cho nên chúng sanh gọi là phàm phu, là chúng sanh vậy thôi. Chứ Như Lai thật sự không có chứng đắc gì hết. Chúng sanh thì hàng ngày có tạo nhiều ác pháp, còn Như Lai thì hàng ngày ở trong thiện pháp, làm thiện pháp, ở trong thiện pháp không có làm ác pháp, cho nên gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi.
chân Như Lai không có trứng, không có đất. Nhớ cái chỗ đó là kinh điển nồng cốt đó. Thành ra đừng thấy trứng đất gì hết. Các vị chư ác mà tác, không làm ác là các vị là thiện. Mà các vị mà là sống trong hoàn toàn những điều kiện thiện thì là các vị là phù hợp với cái Như Lai viên giác màu nhiệm thanh tịnh sáng suốt đoàn đầy của mình, là mình đạt tới cái quả Phật đó. Để ý cái chỗ đó thành nó chứng ngộ liễu giác của kinh này là hoàn toàn là phải. Người Phật tử phải đề cao cảnh giác. Chứ cái này là vướng bẫy nhiều lắm. Tiếp đại đa số người tu không khéo là ai cũng cầu chứng cầu đắc hết. Nhưng mà đó là một cái điều đáng tội nghiệp đó nha. Nó mang vô đó rồi, thấy mình có chứng rồi là không được đó. Tức là mình chấp rồi đó. Rồi còn nữa nha, vấn đề chứng ngộ liễu giác ha. Thấy mình có chứng, thấy mình có được ha. Nó gọi là ngộ. Rồi có người gọi là tôi liễu đạo rồi, có người nói là tôi đắc đạo rồi, có người nói tôi chứng đạo rồi đó mà. Là các vị phạm sai lầm rồi đó. Đó là chấp rồi đó. Bởi vì mình không có liễu cái gì hết đó, không có chứng cái gì hết đó. Nếu mà các vị diệt trừ được thì nó vô minh. Ý như các vị đã lao tâm, lao bụi của tấm gương mà của các cái tấm gương của các vị vốn trong sáng vậy thôi. Còn cái bốn cái bệnh cấp nữa nha, là bệnh sát, bệnh nhậm, bệnh chỉ và bệnh diệt. Các nhậm chỉ diệt cũng là thứ bệnh cấp sai lầm từ nhận thức dẫn đến cái chủ trương lệch lạc chánh nhân. À, nó lệch lạc cái chánh nhân. Bởi vì á, đạo Phật là phải dựa trên nhân và quả. Các vị phải tạo cái nhân giải thoát thì các vị mới được cái quả giải thoát. Hay nói cách khác là cái nhân niết bàn, chỉ giải thoát đây tức là chỉ cho niết bàn. Các vị phải tạo cái nhân của niết bàn thì các vị mới được cái quả của niết bàn. Chứ nếu mà nó lệch lạc với cái chánh nhân của niết bàn rồi thì các vị hy vọng được niết bàn là đều không có. Cũng như các vị muốn được bồ đề, bồ đề tức là cái trí tuệ đạt đến đỉnh cao của giác ngộ đó, thì các vị phải tạo cái chánh nhân của giác ngộ. Mà nếu mà các vị mình lấp đi cái chánh nhân giác ngộ mà đòi mong có cái quả vô thượng bồ đề là chuyện đó nấu cát mà mong được thành cơm là không bao giờ có đó. Mà bây giờ muốn được cái chánh nhân của giác ngộ là các vị phải làm gì? Trước hết là văn, kế đó là nhi tư, tư là nhi, nhi tu. Các vị phải nghe, nghe học. Nghe học rồi mới là suy nghĩ tức là vận dụng mà từ quán đó. Rồi tu đó tức là vận dụng quán, vận dụng chỉ, vận dụng quán, vận dụng thiền đó. Thế là phải nghe, phải học rồi phải suy nghĩ bằng chỉ, bằng quán, bằng thiền na thì các vị mới có phát sinh trí tuệ được. Mà có phát sinh trí tuệ được thì các vị mới có đủ cái sức mà tư duy về chân lý của vạn pháp. Chừng nào tư duy thấu triệt toàn diện cái chân lý của vạn pháp không còn sai lầm thì các vị được quả vô thượng bồ đề. Cần đến cái quả vô thượng bồ đề là quả, mà cái trí tuệ, mà cái khả năng nhận thức chân lý của vạn pháp là nhân. Cho nên mà muốn tư duy, muốn nhận thức chân lý được là các vị phải tu Samatthana Bát Đề và Thiền Na để các vị đủ sức nhận thức chân lý. Mà vận dụng cái trí tuệ đó mà nhận thức được chân lý toàn diện là các vị có vô thượng bồ đề. Nếu là cái nhân đó, không hành cái nhân đó mà mong được cái quả vô thượng bồ đề bằng cái cấp cầu nguyện gian sinh giái lại nào đó thì các vị coi như là sai lệch cái chấm nhân rồi đó. Mà sai lệch chấm nhân thì tất nhiên là không có đạt tới kết quả được. Cũng như là cái chấm nhân của Niết Bàn là gì? Chấm nhân của Niết Bàn là phải đoạn từ vô minh. Đoạn từ vô minh là đoạn từ cái gì? Đoạn từ vô minh là đoạn từ tham sân si mạng nghi ác kiến. Và đoạn từ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Và đoạn từ phẫn hận, phu não, tật, trang, cuốn, xỉn, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều tử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phong vật, thất điện, tan loạn, bất chánh gì. 30 thứ vô minh đó. Phải đoạn từ cái đó. Quá giải bằng nhiều cấp. Quá giải bằng Samatha. Quá giải bằng Samabhadde. Quá giải bằng Thiền Na. Quá giải bằng cái câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật.
quá giải bằng cái câu trì chú Nam Mô Di Đà Phật, 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 Khẩu các vị bị cột lại, ý các vị bị cột lại ở trong một cái ngôn từ gọi là chân ngôn của Phật. Mà vì nói vô minh mà không ló đầu ra được là lần lần nó mò mỏi, không giống cái tiên diệt cái mò mỏi lần lần, thì các vị không có vô minh phiền não. Mà không có vô minh phiền não thì các vị mới có được cái giải thoát Niết Bàn. Cho nên muốn có được Niết Bàn là quả thì phải tu cái tánh nhân là gì? Cái này nói rõ gì không cái đại lão? Cho nên là cái bệnh tác là cái bệnh sai lầm nha. Tác tức là sắp đặt cho mình một cái chương trình tu ghê gớm, nửa đêm thức dậy tụng lại 1000 lại, sáng ăn cơm 3 hộp rồi lại 500 lại, trưa trời nắng chang chang nhẹ lại 108 lại, tối nghe lại 1000 lại. Ngoài ra ngồi thiền, ngồi thì ngồi không nổi, rất là gật gù gật lưỡng, gật xuống cứ nóc lên ngồi nữa, gật qua nóc lại tự nữ ngồi nữa. À, giả sử như tôi nói mà làm cái bệnh tác, tác là làm, là hành hạ, là dũng công. Nhưng mà tôi nói các vị nghe, tôi nói ví dụ như các vị lại 1000 lại đi, nhưng mà các vị không biết cái phiền não vô minh là cái tai họa nó làm cho mình bị đau khổ. Thế thì là vừa lại 1000 lại rồi thì là vừa thấy cái đứa nào đó liền chửi lần lần liền. Tao tu hành như vậy bọn mày không biết hả? Mà bọn mày nghĩa là vô đây mà làm cái gì đó động chạm tới cây cổi bông hoa cảnh vật, hay là đụng cái ngã thở gì xung quanh đó mà mình dày mình la mình kể đó tùm lum. Rồi tới giờ là mình lại, tới giờ là mình tụ, mình hành hạ cái thân mình ghê gớm lắm. Nhưng mà cái nguyên nhân mà đoạn từ thì nó mình không biết, cái ngã mình không biết đoạn từ. Ai động nói tới tên mình là mình hung dữ ghê gớm, ai động tới cái ngã sở mình là mình cũng là bảo vệ kỳ cùng, tới kỳ cùng ghê gớm nha. Thế thì làm cái công phu mà nó thật sự ngã và ngã sở hữu mà mình chưa có tập diệt trừ, chưa có tạo cái điều kiện để hóa giải cho nó an ổn, còn mình lại thất như thế thì các vị lỗ thôi, lỗ cực dọc thôi. Đó là mang cái chứng bệnh tác đấy, làm rất nhiều mà không phải là nguyên nhân đoạn từ thì nào. Thế thì các vị không có đi làm được, làm rất nhiều mà không bồi dưỡng được trí tuệ để giác ngộ, để nhận thức chân lý. Thế thì là các vị không có được bồ đề, mà không có bồ đề không có được nếu bàn, tất nhiên không phải là cái không có tạo cái nhân thành Phật được. Cho nên học kinh này là kỹ lắm đó. Hai người thứ hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm mới là họ cho rằng là ôi nghe lời Phật nói là mình nghĩ có Phật tánh sẵn rồi mà giờ chuyện gì phải lo. Thì cứ việc nghĩa là nói thì ăn, khác thì ốt, muốn đi chơi thì đi, rồi thì bữa nào là thấy buồn quá thì đi vô cà phê ôm ca nhạc, rồi thì các ông thì thấy rằng bữa nào từ bữa nay sẽ chưa cần cổ, nó thấy nó lần bây giờ cần uống nửa lít rồi uống chơi nửa lít à. Phải ra làm cây đó thì và cái này là mình có mặt tấm rồi, trước sau thì mình cũng là Phật thôi, nó lo giờ ngày là nó thành nhà cũng giống như chuối, bụi chuối ra là ngụy biển mà đó, bụi chuối là cái cửa đó. Để vậy là tự nó thẳng nó già rồi nó chín rồi. À, Phật nói mình là Phật rồi mà, có Phật tánh rồi, có Như Lai Như Giác Dự Tâm rồi mà, thì cứ chơi chơi bời như thường vậy, để tự nó thẳng tới lúc nó thành. Nói vậy là ngụy biện đó, đó gọi là cái bệnh nhậm đó nha. Nhậm tức là buông trôi, mà cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn không phải là cái nhân buông trôi, mà là phải phấn đấu. Bởi vì là cái vô minh dục vọng mà chạy theo nó là giống như lội, mà lội nước chuông đó, không cần bơi không cần lội nó cũng đi mà. Còn mà đi lên con đường Bồ Đề Niết Bàn á thì là phải lội à, phải lội nữa cái dục vọng vô minh chứ không phải buông trôi được. Thành ra là chủ trương buông trôi là ngụy biện, là mang về cái chứng bệnh gọi là nhậm, cái bệnh buông trôi. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh chỉ. Bệnh chỉ là cái
cái bệnh sai lầm về thiền định. Tu thiền định người ta dạy tu nghĩa là cứ ngồi á, nghĩa là giết hết cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của tự thân, để cho cái tâm vắng lặng, vắng lặng trống trơn, gọi đó là tu thiền. Đó là một hình thức tu thiền sai đấy. Tu thiền thì không phải là thiền, bởi vì chữ thiền như tôi nói, chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự, nghĩa là trí tuệ thật, thật là sáng suốt để mà nhận thức chân lý, chứ không phải là thiền là dứt mặt đóng bít lục căn, không phải. Tu thiền cái đó là trên cái cõi trời, các cõi trời mà ta định ấn định ra coi gọi là vô tưởng thiên, là một cái loại ở trong tám nạn. Vô tưởng thiên là cõi trời mà tu cái định vô tưởng, mà Phật cho biết rằng nó là một nạn ở trong tám nạn. Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, Phật tiền, Phật hậu, Bắc Cô Lô Châu, vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên là một nạn ở trong tám nạn. Ai mà tu vào cái định vô tưởng khai lạc như vậy là coi như là không có ngày mà có Bồ Đề Niết Bàn đâu. Phải chỉnh đốn chứ bằng không chỉnh đốn là không có ngày được Bồ Đề Niết Bàn đâu. Bởi vì Đức Phật thành thật, từ khi mà thành đạo cho tới khi nhập Niết Bàn đâu có lúc nào mà Phật không có dùng cái trí tuệ đâu. Dùng trí tuệ tư duy chân lý, dùng trí tuệ mà được tâm minh, được lục thông. Rồi khi mà thành đạo rồi là 49 năm ngày đây mai đó thuyết pháp độ sanh, rồi luôn luôn là vận dụng trí tuệ để hàng phục vô âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma và các ngoại đạo. Chứ đâu phải là thành Phật hay là một người đệ tử Phật là cái người mà phải ngồi liên duyên mắt ếch mà trong tâm hồn rỗng phết không có gì. Cho nên là cái bệnh các bạn bệnh chỉ đó là coi chừng nha, đừng có học cái đó. Rồi cái chứng bệnh nữa là có người cho rằng là phải diệt hết tư tưởng nha. Diệt hết tư tưởng cũng không được. Diệt hết tư tưởng là nó thành sai, nó thành cái lạc, cái định cho bằng. Phi tưởng phải phi tưởng trước. Chú trương diệt tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng là sao mà diệt được? Không có diệt được. Dù có diệt được cái tư tưởng thôi, cái tư tưởng mà vui mừng buồn giận thương ghét thôi, chứ còn cái tư tưởng nguyên tế không làm sao diệt được. Đừng có mong diệt nó. Giả lại nữa, diệt nó, không cần diệt nó. Không cần diệt nó. Cũng như con ngựa, nếu mà ngựa bất kham mà ta không điều phục nó được là nó chạy bậy là ta không xài nó được. Nhưng mà nếu ta khéo huấn luyện con ngựa, nó thành là một con ngựa tốt, con ngựa thiên lý mã thì có sao đâu. Mặc dù nó chạy rất dữ, nhưng mà nó chạy thiên lý mã, nó chạy theo cái mục tiêu của ta định cho nó chạy. Thế thì con ngựa quý đấy chứ. Con khỉ, con dượng, nó chuyền cây, nó nhảy bậy bạ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu ta huấn luyện nó được, ta đem đi xiết kìa, đất ơi, tiền là tiền đó nha. Đem khỉ, đem dượng, đem đi mấy cái tòa xiết đó ha, là người ta coi, người ta quan nhìn, người ta phục lắm đó. Khỉ giết nó bắt bóng, người ta banh, con voi thì nó banh ha, con khỉ là bắt bóng đó. Là con khỉ ra tiền lắm chứ, chuyện gì phải giết khỉ gì chứ. Huấn luyện sao cho ta phục hết, mà nó theo ý muốn của mình. Con người cũng vậy, huấn luyện cho cái trí tuệ của ta theo cái sự điều khiển của ta. Mà Đức Phật đã từng làm việc đó trong 18 cái pháp bất cộng. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Thân của Đức Phật làm việc gì là đều có trí huệ điều khiển hết. Miệng của Đức Phật nói ra câu gì, thiên ngôn vạn ngữ đều là lợi lạc cho chúng sanh hết, do trí huệ điều khiển. Ý của Đức Phật vẫn nghĩ ngợi liên tục từ lúc ngủ thôi, nhưng mà cái nghĩ ngợi đó đều là cái nghĩ lợi lạc chúng sanh. Thế thì đâu có cần gì mà phải diệt tư tưởng chứ. Cho nên là cái bệnh diệt tư tưởng là một cái bệnh thiền định sai lầm. Học cái kinh này để rồi là các Phật tử sẽ thấy cái lối tu hành vô cùng phóng khoáng, hết sức thoải mái mà thành tựu đúng như chân lý. Thành ra bốn cái bệnh gọi là tác nhậm chỉ diệt hả? Tôi nói như vậy là các Phật tử mà có cái tài liệu này nè, về đọc trước đi, đọc trước đi để cho nó thâm nhiễm lần về chừng đó tôi triển khai cho các vị nắm vững rồi là các vị không có lệch mục tiêu nữa. Thế thì tác nhậm chỉ diệt là bốn cái bệnh đây: đại hải bất nhượng tiểu lưu, là biển cả thì không ngại, dung chứa nước sông ngoài khe rạch. Như Lai Viên Giác Kinh là tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, mà bậc đại căn cơ hay là trung lưu tiểu trí
học tu đều đem lại lợi ích thích ứng với cái chí, với nguyện, với hành của mọi người. Cho nên là học cái bộ kinh này, tôi nói các Phật tử để ý là hai cái chương đầu là Đức Phật quan quan, còn đóng bít cái cửa cho bằng tiệm tu tiệm ngộ, không chỉ dạy cho phương pháp tiệm tu tiệm ngộ mà chỉ dạy phương pháp đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng. Từ cái chương thứ ba trở đi, Đức Phật mới bắt đầu dạy phương pháp tiệm tu tiệm ngộ. Bởi vì cái tôn chỉ của kinh này là đại thừa liễu nghĩa, cho nên Đức Phật không muốn nói cái tiệm tu tiệm ngộ. Tiệm tu tiệm ngộ là tu lần lần, và ngộ lần lần, và chứng lần lần. Ví dụ như bây giờ đây nè ha, nói chung là tất cả chúng ta đều là hiện giờ là cái căn cơ của chúng ta là tiệm tu thôi và tiệm ngộ, chứ chưa có người mà vận dụng cái đốn tu đốn ngộ nữa. Tiệm là tu lần lần, ví dụ như ăn chay tháng 2 ngày, lần lần lên ăn chay tháng 4 ngày, rồi 10 ngày vân vân. Rồi ăn chay mà còn cắt cổ nhổ lông con súc vật ở trong nhà, ngoài ngày chay ra thì còn làm việc đó. Rồi thời gian để sắp xếp việc gia đình rồi thì ngoài ngày chay ra mà trong nhà cũng không có cắt cổ gà, cổ vịt, đập đầu cá, nhổ lông gì hết. Nghĩa là mua đồ bên ngoài mà ăn, ví dụ vậy. Đó là nó tiệm, tiệm tức là đi lần lần, nó tiến lên mới rồi. Rồi thời gian sau nữa sắp xếp công việc, nghĩa là con cái đâu đó lớn hết rồi, riêng tư rồi, giờ vợ chồng lớn rồi, già rồi, giờ thấy là cũng không cần thiết gì ăn ngon gì nữa hả, nên thì là phát tâm ăn chay trừ. Rồi là mỗi ngày chia ra thời khóa tụng kinh niệm Phật, là không làm những cái điều mà thuộc về kinh doanh để mà có cái tấm cấp rồi tội lỗi lừa đảo hay là dịch quên này kia nữa. Đến lần lần làm như vậy đó, thì gọi là con đường tiệm tu tiệm ngộ là vậy. Tiệm tức là lần 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 đấy. Hiện giờ thì á, ta phải vận dụng con đường đó thôi. Thì trong cái tiệm đó, nó có cái tiệm tu, tiệm tu tiệm ngộ, rồi có cái hạn đốn ngộ mà tiệm tu nữa. Tôi nói ví dụ như giờ trong cái Phật tử nghe vậy nha, có những người tiếp thu kinh điển rất là ngon lành, tiếp thu nghĩa là coi như cái tư tưởng chánh thoát đại thừa không còn lạnh lạc nữa đấy, nhưng mà cách thực hành thì là chưa giống như kinh điển dạy được. Ngộ rồi, chân lý nắm vững rồi, toàn diện rồi, cỡ như kiến hoặc là tinh thâu rồi, đoạn trừ được rồi, nhưng mà còn cái tư hoặc, kiến hoặc không biết được. Tôi nói vậy Phật tử nhớ hết nổi không? Nhớ là kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thân kiến là cái chấp sai lầm về thân, biên kiến là chấp sai về đoán hoặc là chấp về thường, tà kiến là không tin nhân quả một cách tuyệt đối mà lại tin một cách mơ màng. Kiến thủ là bảo thủ ý kiến mà chưa bày ai làm, không bỏ nổi. Hồi xưa đốt với tiền vàng bạc, ông bà làm vậy. Bây giờ đi nghe kinh đi học đạo rồi, nhưng mà đi cúng người dông ở trong chùa cho ông bà là cũng đem cái tiền vàng bạc để vô đốt, ví dụ vậy, không có bỏ được. Rồi thì ôi nói cái này thì nó động tùm lum ra. Tôi có mấy ông học trò, tôi dạy mấy ông học vấn đề cái hạn bét dễ ở đoạn từ là vấn đề với tiền vàng bạc á. Tôi lại chùa ổng, tôi thấy cúng bữa 5-6 cái bàn cúng dông một lượt, đốt đèn dài, tôi nói ủa sao nay nắm gì mà cúng dông vậy. Ông nói là giờ bữa nay ta cũng sáu năm kè, nó ơi chùa thì nghĩ hèn chi người ta cũng mê mua chùa, mê làm chùa tỷ là phải cúng sáu năm một lượt. Thì tôi đi quan sát, tôi nói ủa sao cúng nhiều vậy. Nó dạ sáu năm, coi ra thì mấy đám nó có với tiền vàng bạc hết. Tôi hỏi sao, ủa sao còn cái này, ông nói gì ta. Nó dạ con có nói rồi mà họ không chịu, cứ rồi đem mà để vậy là thôi, chịu tôi chịu thua thôi chứ làm gì. Không làm vậy thì ai tới chùa, mà không tới chùa thì là không cúng, thì lấy gì mấy ông ở chùa ăn. Thế thì là họ đem cúng sáu năm vậy,
mình lấy cái vốn của hai người, tôi nói ví dụ ha, lấy cái vốn của hai người chân chất phật tử nè, họ đưa 200 ngàn nè thì đủ sử dụng trong cái bữa cúng đó rồi, thì còn bốn cái người mà giấy tiền vàng bạc khó lầu gì phải kể họ, thì chỉ khó mà đốt cho họ đi thì mình lời được cái bốn cái đám này. Chứ nếu mà nó không bốn vị mà làm cái kiểu mà giấy tiền vàng bạc thì nó sai công chỉ tôi mà không cúng là tôi không phải là lỗ bốn phần chết chưa. Do đó cho nên một cái vấn đề mà học chánh pháp rồi là một chuyện mà hành chánh pháp khó vô cùng. Nếu trường hợp của tôi đó, tôi chỉ nhận hai người hai đáp là nghe lời tôi đây, thế thì là tôi đuổi đi bốn đáp à. Mà bốn đáp này ví dụ như hai đáp này là mình nạp 200 ngàn nhé, bốn đáp này là 400, mà bây giờ lại mình nhận hai đáp 200 thôi, rồi mình đuổi con tạo bốn đáp. Trong khi đó nhận 200 của hai chỗ đám này, mình lấy tiền đó mình làm đủ cho cái lễ cúng cho bốn cái chỗ đám kia, có phải là chùa đi 400 không? Vì cái chỗ đó mà hành chánh pháp rất là gây cho các vị trụ trì là ở chỗ đó. Cho nên cái điều này tôi thấy rồi, tôi cũng thông cảm thôi. Biết làm sao bây giờ? Chùa mà không cúng thì lấy gì ạ? Mà cúng thì Phật tử như vậy mình chưa giáo dục họ được. Cái người mà đi hoàn pháp về giáo hóa thì đâu có được nhiều. Thành phố của mình là hơn 4 triệu người, mà giờ đi học giảng về đây là có vài 300 người thì làm cái gì? Cho nên đó là một cái sự băn khoăn mà đau lòng ghê gớm trên con đường hoàn pháp lại sao. Thành ra thì nói thì nói, học thì học, ai có nhân duyên thì nghe Phật, đi con đường Phật. Còn người có chưa có nhân duyên thì cái việc này là cái việc muôn đời phải làm thôi, chứ không cách nào khác. Chính là một trò tôi là ông này có rất có khả năng tiếp thâu kinh điển, nhưng mà tới gặp chuyện đó thì ông cũng nói là phải chịu thua. Là nè, cái vấn đề là kiến thủ, bảo thủ ý kiến đó, cũng khó lắm. Mà trong này có người làm được, với tâm tổ có người cũng làm được, như vậy là kiến hoặc là có người làm được. Nhưng mà còn tư hoặc là tham sân si mạng nghi là phẫn hận phú não tật sang, là cái đó khó lắm. Cái đó có làm đi nữa là làm từ được cái phần thô, chứ cái phần vi tế thì nó khó lắm. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ là phải nhập từ lần, mà lần cái từ lần như vậy có nghĩa là gọi là tiệm tu. Đốn ngộ là tiệm tu. Nói chân lý rồi, biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý, biết cái nào là chấm, cái nào là tà, biết rồi, ngộ rồi, hết rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh, cái điều kiện của tự thân làm chưa nổi, thế thì trường hợp đó được gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. À, cho nên là có đốn ngộ, đốn tu, rồi đốn ngộ, tiệm tu như tôi nói nãy giờ. Rồi còn á, tiệm ngộ, tiệm tu nữa. Tiệm ngộ là như trong này có một số bà con hồi nào giờ không có đi chùa, ít có đi chùa, không có nghe được Phật pháp, bây giờ mới bắt đầu nghe thì cái hiểu rất là khó. Nó chơi dơi mà thứ nhất là giảng cho đến đại thừa này nghe nó chơi dơi thì sao đâu, nhưng mà cố gắng mà nghe mỗi ngày nó hiểu được từng phần. Thế thì ta gọi là tiệm ngộ. Và hiểu từng phần thì là có đoạn từ được từng phần phiền não nhỏ về cải tạo cái nếp sống của gia đình, cho bản thân, cho con cái. Từ từ để động viên trong gia đình, cho bản thân, ăn chay rồi niệm Phật, rồi phóng sanh, rồi làm những điều lành giúp đỡ người nghèo khó, từ thiện xã hội vân vân. Như thế thì trường hợp đó thì gọi là tiệm ngộ và tiệm tu. Mà kinh này thì dạy từ đốn ngộ đốn tu, đốn ngộ tiệm tu, rồi có dạy tới tiệm tu tiệm ngộ. Nó có những cái phương pháp vậy. Vì nội dung tư tưởng thẩm thâm vô thượng, vì có tính chất đại phương quảng liễu nghĩa của kinh, đại phương quảng tức là đại thừa đó, mà tiền bối
hậu thiết vị khẩu đồng tâm mỗi mỗi triển khai và ghi lại những điều tâm đắc của mình. Suốt quá trình Phật sự ở Trung Quốc, kinh giác được những nhà Phật học có giải chú thích thức thuật biên soạn gồm có những cái tên gọi rất là nhiều. Tên gọi rất là nhiều. Nghĩa phần này là các vị đọc thấy là 20-30 cái tên đấy. Tôi chỉ cho lượt qua cái đó. Các vị về đọc xin khuyên là các vị đã có thỉnh kinh, có mua kinh thì ráng mà đọc nó có lợi lắm, chứ đừng có mua về cất mất mát rất giả uổng. Thì có rất là nhiều tên, mà cái tên thứ 20 là Viên Giác Kinh Giải Nghĩa của ngài Đế Nhàn, giải thành 2 quyển. Có vị thì chia thành 2 quyển, có vị chia thành 4 quyển, có vị chia thành 8 quyển cái bộ kinh này đó. Nhưng mà khi mà tôi viết lại, tôi dịch cái bộ kinh này mà tôi viết cái tịch chỉ để cho thành cái giáo án mà của các Phật tử học đây đó, là tôi thấy là không có cần chia ra chi cho nó phiền phức lôi thôi. Mà đây là Đức Phật dạy từng vấn đề một, từng vị Bồ Tát nêu ra 1, 2, 3 câu hỏi, Đức Phật giải thích xong 2, 3 vấn đề. Vị Bồ Tát thứ 2 đứng lên thưa, đưa ra 1, 2, 3, 4 câu hỏi gì đó, Đức Phật giải xong mấy vấn đề đó là có vị Bồ Tát kia đứng lên. Cứ như thế mà lần lượt 12 vị Bồ Tát nêu những câu hỏi rất cần thiết. Thành ra tôi cho rằng là cái nền giáo lý này nó chẳng qua là một cái quá trình nó liên tục vấn đáp của Đức Phật và đệ tử Phật. Thành ra là để khỏi có phiền phức chia ra nhiều quyển, nhiều chặng. Cho nên là tôi cứ viết luôn thôi. Ở Việt Nam ta cũng có một vài bản dịch chữ Hán ra Việt văn, nhưng vì thiếu vốn đầu tư và không vận dụng cái khả năng sáng tạo, vì vậy công dụng của kinh Viên Giác vẫn còn mai một, chưa có cơ hội phát huy. Các vị có thể có đọc được một vài bản đấy, nhưng mà nói thì nó thành ra có hơi động chạm, cũng như là có nhân ngã, có thị phi. Chứ thật sự ra là cái sự đầu tư mà dùng vận dụng trí tuệ nó không có. Dựa vào cái bổn dịch của người xưa mà giải sao mình nói vậy, thậm chí nói lại không lột được ý nghĩa của cái người mà người ta giảng giải bằng chữ Hán nữa. Do vậy mà cái kinh này nó chưa có phát huy cái công dụng thực tiễn trên cái cuộc tu hành. Vì vậy cho nên là tôi biết cái phần tịch chỉ này cũng như là dịch cái bộ kinh này là Nam Nhi Tự Hữu Trung Thiên Chí Hương Hướng Như Lai Hành Tiến Hành. Là một Nam Nhi là phải có cái chí trung thiên, không giống theo y hệt trên cái bước chân, cái dấu, cái vết chân cũ của Đức Phật. Tất nhiên là không rời cái mục tiêu mà Đức Phật dạy, nhưng mà đến mục tiêu đó không cần phải dẫm bước lên cái dấu chân của Phật đi mà đi. Hồi thời Đức Phật ngày đi, là con đường là quanh co, ngài phải cẩn thận từ cái suối, từ cái gai trong, từ cái hố, cái đèo. Nhưng mà nếu cái thời đại dân minh qua ngày nay thì cái mục tiêu đạt đến 1000 cây số đó, hồi xưa là phải đi như là 8 tháng trời mới đến mục tiêu. Ngày nay có phương tiện, người ta đi có trong vòng hay là nửa tiếng đồng hồ, hoặc 1 tiếng đồng hồ là đạt đến mục tiêu. Thế thì là mục tiêu vẫn đến mục tiêu mà không cần phải dẫm theo cái bước chân cũ của những người đi trước. Đây, đó là cái câu thơ mà của Quảng Nghiêm Thiền Sư, là một cái nhà thiền sư Việt Nam mà có cái trình độ Phật học nó thống thánh như vậy.
Cho nên là ngay nay nhan đề Như Lai viên giác gì? Kinh Tịch Chỉ Đề Cương. Với cái nhan đề Như Lai viên giác Kinh Tịch Chỉ Đề Cương, với khả năng của mình, tôi dứt ra phần tịch chỉ để chỉ thẳng cái trọng tâm, hướng dẫn người học nắm được cái ý chính, nhận thức cái nghĩa lý tiềm ẩn ở văn kinh ý Phật. Đó là lý tưởng của mỹ nhân tôi đối với công trình biên soạn dịch thuật bộ kinh này. Tuy nhiên sức đầu tư rất là hữu hạn, mà cái tài nguyên liễu nghĩa thượng thừa thì vô tận bao la, cho nên hy vọng có được chút lợi ích nào cho người đọc cũng đáng mừng rồi. Bởi vì cái kinh điển này tôi xin nói đại chúng rõ, chính tôi thôi, tôi giảng lần thứ nhất cái nghĩa tỏ vậy, nếu tôi giảng lần thứ hai nó lại có cái ý nghĩa lại khác hơn, giảng lần thứ ba có thể có những ý nghĩa mới mẻ hơn để hỗ trợ cho cái ý đó. Vì vậy cho nên dù có tài năng cỡ nào, cái tuệ cỡ nào, vận dụng cái ngòi bút cỡ nào đi nữa, cũng không làm sao mà chở hết được những cái triết lý sâu xa, cái ý của Phật. Cho nên mình chẳng qua là mình nói một phần nào thôi. Nó giống như là cái viên kim cương đó mà. Có một cái ông nào mà dám nói rằng là mình chỉ được cái màu sắc kim cương cho mọi người xem đâu. Bởi vì ngọc kim cương tùy theo góc đứng mà lật đi một tí là màu sắc nó đã khác nhau rồi. Tùy theo góc độ của cái người đứng nhìn mà màu sắc kim cương nó ánh hiện khác nhau. Do vậy cho nên người nào đó nói tôi chỉ đúng màu sắc của kim cương rồi, đừng ai nói gì khác nữa. Nói vậy không đúng chừng ly lâu. Đừng tự hào như vậy mà lầm. Cũng như cái phần tịch chỉ của tôi viết là đáp ứng được yêu cầu cho Phật tử phần nào, mặt nào đó. Các vị nhìn vào kim cương, các vị thấy được một màu tím, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Còn các màu khác nữa tôi chưa bảo đảm. Mà nếu cần muốn các vị muốn thấy màu khác là các vị cần phải đứng cái góc cảnh khác nữa. Đây, vấn đề kinh điển là nó như thế. Cổ nhân nói chí lạc mạc như độc hơi, chí yếu mạc như giáo tử. Không có cái thú vui nào bằng cái thú vui độc thức. Không có sự bí yếu nào bằng cái bí yếu mà đem giải cho con. Độc thức đã là vui. Đọc kinh Phật đối với người đệ tử Phật có lẽ không đến nỗi buồn. Mong thay, mong rằng là các Phật tử để ý mà đọc. Đọc rồi là các vị cũng vậy thôi, cũng nam nhân tự hữu trung thiên chí, tu hướng Như Lai hành xứ hành. Các vị cần phải vận dụng cái trí tuệ của các vị, cái nhận thức của các vị để mà bồi đắp vô cái tinh thần, cái tư tưởng của kinh. Chớ đừng tuyệt nói, phải nghe người ta biết thế nào mình nghe như thế ấy. Nghe như vậy cũng là một sự phiến diện lầm lẫn mà thôi. Bộ kinh Như Lai viên giác các tiền bối cổ kim có lẽ vì y theo khuôn pháo trước mà các ngài thường phân thành nhiều quyển, như là 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển, thậm chí là 8 quyển. Riêng tôi nhận thấy sự phân chia ấy không đem lại hiệu quả gì, mà chỉ thêm phần thành thức dùm là vô bổ. Thực hiện trang chốc của toàn kinh là 12 vị Bồ Tát thay mặt viên giác hải hội nêu lên những câu hỏi để cầu Phật chỉ dạy. Ý nghĩa nội dung những câu hỏi có thể thu nhiếp ở trong 2 mục đích yêu cầu. Đại chúng để ý nha, 12 vị Bồ Tát nêu ra 10 mấy chục câu hỏi. Có vị nêu ra 2 câu, có vị nêu ra 3 câu, 4 câu. Nhưng mà có thể trong 2 cái mục đích yêu cầu này nè. Một là học cái phương pháp tu mà Đức Phật và Thập Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật.
một cái yêu cầu thứ nhất là vậy đó. Yêu cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp tu mà chính Đức Phật Thích Ca và Pháp Phương Chư Phật đã tu và được thành Phật. Cái này là giống như kinh Lăng Nghiêm mà Ngài A Nan hỏi Phật. Khi mà Ngài A Nan sau khi được Phật cứu thoát về khóc lóc mà đánh lễ Phật, yêu cầu Phật dạy cho cái phương pháp cho bằng Samatha Samma Thiền Na tối sơ phương tiện. Nghĩa là yêu cầu chỉ dạy Pháp Samatha, Pháp Samma Đắc Đề, Pháp Thiền Na là cái pháp mà mười phương chư Phật bắt đầu vận dụng tu hành cái pháp đó để cho tới cái ngày thành Phật. Yêu cầu dạy cái pháp đó, cái pháp phương tiện tối sơ mà của Đức Phật Thích Ca cũng như của chư Phật, y cứ nơi đó mà tu hành. Này, thế thì là cái kinh này là trong những câu hỏi đó đều là nêu ra cái vấn đề, cái yêu cầu thứ nhất là giải pháp môn đó. Thì ở kinh này là Bồ Tát Văn Thù nêu ra câu hỏi tương tự như cái ý của ông A Nan, yêu cầu Phật chỉ dạy cho cái gọi là cái nhân địa pháp hành của Như Lai trong khi ngài tu nhân địa. Nếu Như Lai tu cái nhân ban đầu đó, ngài hành cái pháp gì mà ngài được thành Phật, dạy cho chúng con về cái pháp môn đó, chúng con muốn học pháp môn đó. Giống như kinh Lăng Nghiêm ông A Nan dạy, yêu cầu dạy cái Samatha Samma Thiền Na là cái phương tiện tối sơ của Đức Phật đã tu. Cái yêu cầu thứ hai là cầu Phật giải phẫu chứng bệnh chấp. Câu này là để ý đây nè, cái kinh này là Đức Phật giải phẫu các cái chứng bệnh chấp đây nè. Yêu cầu Đức Phật giải phẫu cái chứng bệnh chấp và cái bệnh nghi, và cầu Phật chỉ dạy cái phương pháp ngăn ngừa các cái chứng bệnh nghi, các cái chứng bệnh đó cho Bồ Tát và chúng sanh tu hành ở hậu thế. Trên đường tu hành nó có hai cái điều rất là nguy hiểm. Một là nghi, nghi là tham sân si mạng nghi, nghi là một cái thứ tâm sở nó làm cho con người không tiến triển lên trên con đường Bồ Đề Niết Bàn được. Cũng giống như là bây giờ đây tôi nói ví dụ như các vị làm ăn, mà làm ăn bất cứ cái gì ha, làm ăn mà nghi là không làm được. Muốn làm ruộng mà nghi là không biết năm nay là thời tiết có thuận hòa hay không, hay là sợ đây là có một cái trận bão trong lúc nào đó, thế là uổng công cánh tay. Thế thì là nghi như vậy là thôi chuyện rồi đó. Rồi muốn hùng hợp làm ăn, không biết cái thị trường nó tiền tệ mình có ổn định hay không, cũng nghi như vậy là thôi thì cái tiền vốn này có không mà cất thôi chứ không dám lo ra. Giờ nó muốn gửi ngân hàng, mà ngân hàng rồi đấy là có làm theo cái kiểu của đại thành của nước Hoa Thanh Hương, của kiều hối gia đình nữa không, thế là không dám gửi nữa. Thế thì là tiền nó cũng nằm đó thôi chứ chẳng có sanh lại được gì, sản xuất thì cũng không dám, mà gửi để lấy lãi ngân hàng thì cũng không dám, mình ruộng thì sợ thời tiết không biết ra sao. Thế thì là nghi thì trên phương diện làm ăn đã không được rồi, còn trên con đường tu hành Bồ Đề Vô Thượng mà nếu mà pháp nào mình cũng nghi hết á, không biết tu ngày rồi Phật nói vậy nhưng mà mình tu đâu có thành Phật hay không, và có được an lạc giải thoát là cái Bồ Đề cho Niết Bàn là sao mình cũng chưa biết. Cái nghi như thế không dùng trí tuệ tư duy quán chiếu thiền định của mình mà mơ mơ màng đối giáo lý rồi sanh nghi như thế là các vị không có tiến được đâu. Rồi Đức Phật nói rằng mình làm nhân lành là mình sẽ được cái quả tốt. Đời này mình tạo cái nhân tốt là sao mình được cái quả an lành đời sau. Mà không biết Phật nói vậy mà có đúng không? Thế là nghi. Mà nghi là không được.
Cho nên người đệ tử Phật quyết định là phải dứt nghi, phải học Phật cho tới khi nào không còn nghi thì các vị trên đường tu mới có tiến được. Mà một cái vấn đề mà tôi cho là vấn đề quan trọng nhất, cái nghi của mọi người bây giờ, người đệ tử Phật mà nghi về cái vấn đề mà giáo lý của Đức Phật quá tuyệt vời, quá cao siêu. Đức Phật nói rằng là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi quán chiếu thấy vạn pháp giai không. À, thế thì vạn pháp này có giai không hay không? Đây, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Vật chất này là không, không là vật chất này, như vậy nghĩa là sao? Nếu mà các vị không có tư duy vấn đề đó là các vị nghi hoài thôi. Mà nghi hoài thì các vị không có được tiến xa lên được nữa đâu. Mà các vị phải vận dụng cái Bát Nhã Ba La Mật mà tư duy để cho thấy được cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng. Vạn pháp giai không, không có nghĩa là bây giờ đây là phải biến nó thành ra tống cơm. Mà giai không đây có nghĩa là vạn pháp dương thân như quyển. Mà như quyển thì là cuối cùng rồi thì thiên giả không, địa giả không, nhân thân hiểu hiểu tại kỳ trung. Thế giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Cái vấn đề mà giai không là giai không như vậy đó. Người sinh trong cõi tạm trăm năm này cũng như là làm khói mù trong một cái bầu vũ trụ này, mơ mơ màng màng vậy thôi. Cuối cùng rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, con cũng không, mà vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng rửa tay không. Mà đời người 40-50 tuổi, 50-60 tuổi thì so với cái vũ trụ không gian vô tận này, cái thời gian vô cùng này có nghĩa lý gì? Do đó mà dùng trí tuệ Bát Nhã mà thấy cái dạng pháp duyên sanh như quyển, từ đó mà nó thành tựu tổ được cái như quyển tam ma đề. Do vậy mà các vị có an lạc đó, phải giải tỏa cái gì đó đi, phải chấp nhận bằng cái trí tuệ mà con đường của Đức Phật đã vạch ra là chỉ dạy. Phải giúp từ cái gì đó thì các vị mới có thể đi sâu trên con đường giải thoát giác ngộ đó. Thế thì là nghi là vấn đề quan trọng. Hai mục đích yêu cầu xuyên qua 12 đề tài nghi vấn của 12 vị Đại Bồ Tát được Phật khai thị cặn kẽ rõ ràng, khiến cho cái trình độ tiếp thu chánh pháp của tính chúng được nâng cao liên tục. Với nhận xét đó, tôi thấy sự phân chia ra nhiều quyển không cần. Phật dạy nâng cao trình độ của các đệ tử liên tục, chứ không có chuyện gì phải phân chia. Hồi xưa thì kinh là hay chia ra, chẳng hạn như cái bộ Lăng Nghiêm chia ra 10 quyển. Thật sự là những cái vấn đề đó nó liên tục. Tôi nghĩ rằng chẳng qua là các vị tổ họ viết tới đó rồi họ nghĩ họ đi hứng mét, họ nghĩ đi hứng tàu gì đó, rồi họ để chỗ đó, họ nói là đây là hết quyển 2, ví dụ vậy. Rồi có họ viết quyển 3, quyển 3 lâu lâu họ đi Hà Tiên, họ chơi nửa tháng, tháng họ về họ viết lại, nói đây là quyển 4. Lại để nó như thế. Chứ thật ra không có chuyện gì quan trọng, cứ vấn đề liên tục. Chẳng qua là mình phân chưa mấy đặng coi như là tạm ngừng đó mà. Giống như câu văn mà nó có cái dấu thảy để tạm ngừng cái hơi đọc cho người đọc vậy thôi. Cho nên sự vẫn chia ra nhiều quyển tôi thấy không cần. Cho nên tôi chỉ rút một câu hoặc những cái từ có ý nghĩa then chốt ở trong trọng tâm của cái đề tài được Phật khai thị. Tôi đặt thành cái tiểu đề của cái đề tài đó, và mỗi đề tài nghi vấn của một Bồ Tát tôi kể đó như là một chương. À, đại chúng để ý rồi nha, cái này đọc về các vị để ý rồi nha. Ví dụ như là cái chương 1, cái chương 1 này á không có để cái tên gì hết á, trong kinh không có cái tên gì hết á, để như là bắt đầu như là để vô cái là Bồ Tát Văn Thù đứng hỏi Phật, nêu ra mấy câu hỏi là Phật giải đáp vậy thôi, chứ không có để gì hết á. Nhưng mà tôi để là gọi là chương 1,
là pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Đây là cái này là tôi đặt ra đấy, đặt ra là lấy cái câu mà trọng tâm của cái chương đó mà đem lên giống như là cái đại ý, cái tiền đề để làm đại ý của cái chương đó. Chứ còn kinh văn thì không có những câu như vậy. Ví dụ như chương 2 là ly quyển tức giác, giác tức thành Phật. Câu đó là do tôi đặt ra đó. Bởi vì trọng tâm của cái chương 2 là Đức Phật dạy về chữ ly. Ly quyển tức giác, ly quyển tức ly bất tác phương tiện, ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Người biết quyển là người đó đã ly quyển. Người đó biết người ly quyển tức như người đã tỉnh rồi. Người biết mộng là người đó đã tỉnh mộng. Mà người tỉnh mộng là người đó đã thức rồi. Người biết vô minh tiền não là sự giấc mộng quyển, là người đó giác ngộ rồi. Đấy là dạy về cái chữ ly ở trong cái chương 2. Còn cái chương 1 là dạy về chữ ti. Thế để chú ý rằng là những cái đề tài mà có từ cái chương 1 mà tôi nêu ra đó là tôi mới đặt ra. Như vậy toàn bộ kinh này có tất cả là 12 chương mà không phân chia ra số quyển. Mong sao người đọc nhận ý mà quên lời, để giảm nhẹ cái bệnh hình thức câu nệ khuôn sáo biến kế danh ngôn. Chính trong kinh này Phật dạy rằng nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Cái câu này là người đệ tử Phật là phải học nắm câu đó rồi nha. Nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả ba tạng kinh điển của Phật ví như ngón tay chỉ thành. Người trí nương cái tay để mà nhìn căn ở trên kia còn. Chứ còn cái ngón tay mà của cái người đó giả sử như người ta co rút vậy nè ha. Người ta cùi mà. Nhưng mà bây giờ người ta biết mặt trăng, người ta co vậy nè, người ta làm vậy nè, đó đó, cái tay đó. Thì nương ở trên kia là thấy tầng trên kia là chứ đừng có nhìn cái tay. Thậm chí cái tay của người ta nó bị thấp khớp rồi đưa ra thẳng được cái đường cong này, đó. À. Cũng mới nương đó mà thấy. Cho nên học kinh Phật là cái người học Phật là Đức Phật của chúng ta độc đáo lắm. Không có nhất thiết độc tài mà bắt buộc là Phật nói sao phải nghe vậy. Dù lời Phật nói, dù là gọi là kinh, mà đúng chân lý là có mới được sáng tinh. Còn nếu sai chân lý mà tin là coi như phỉ báng Phật đây. Câu đó là gì gớm lắm. Lại có thơ rằng không môn bất khẳng xuất đầu, xong giả tự si bất nhiên toàn có chỉ mà hà nhật xuất đầu thì. Cái bài thơ này nó hay lắm đó. Bài thơ này ông của tôi nói rồi, con ông mà cửa cái mà ông bay ra là bay lên cửa sổ rồi rớt vào ở trong cái lồng của quyển sách rồi cứ bay rồi về trong quyển sách này nè. Thế thì là giữa ông thầy thì ngồi đó coi sách coi kinh, ông học trò đứng quạt hầu thấy con rùi này, thấy con ông này mà làm cái bài thơ. Cửa sống mà mày không bay ra, mày ra đầu vào trong cửa sổ, rồi mày rớt cái xong cái lòng kiến thức, rồi mày vùi đầu mày trong những cái tờ thức cũ này nè, 100 năm đi nữa mày cũng ra được. Nhờ cái bài đó mà làm cho một vị thầy giác ngộ lành, thế thì là ý tại ngôn ngoại. Các bậc hiền kiết, thánh đức, cổ nhân, tiên Phật cũng vậy. Lời lẽ của các ngài là ý tại ngôn ngoại, đừng có bám vào kinh, mà y kinh để mà hiểu cái chân lý. Và hết giờ là tôi nghĩ ở đây. Chúng sanh vô lậu thế